Ông bà ta thường có câu nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Đây là bốn yếu tố để có một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên bây giờ giống lại đóng vai trò quan trọng đầu tiên, đúng không chị? Vâng, trong điều kiện sản xuất ngày nay thì giống lúa có vai trò rất là quan trọng trong việc gia tăng năng suất này, chất lượng cũng như là hiệu quả. Nhất là trong điều kiện hiện nay nông dân đang áp dụng kỹ thuật canh tác 3 giảm 3 tăng hay là 1 phải 5 giảm và phòng chống những cái loại dịch hại cho cây lúa. Và thực tế là tại nhiều địa phương thì những giống lúa mới chất lượng đã đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Câu chuyện tại tỉnh Thái Nguyên. Đã là vụ mùa thứ ba, bà con nơi đây sử dụng giống lúa VNR20. Đây là giống lúa thuần thế hệ mới, có khả năng chống chịu tốt các loại sâu bệnh hại, phù hợp với nhiều loại chân đất, dễ canh tác. Cũng chính nhờ vậy, cả cánh đồng 30 hecta này hầu như không cần sử dụng tới thuốc bảo vệ thực vật. Đối với cái giống VNR20 này thì cái tỷ lệ sâu bệnh ít, chống chịu sâu bệnh rất là tốt và đồng thời cái cây này là lúa này là không bao giờ bị đổ. Bởi vì cái thân cây của cây lúa này thì nó chỉ vừa phải, cho nên là cái giống này thì chúng tôi hy vọng là cái vụ này là chúng ta đang dự kiến khoảng 3 tạ đến 3 tạ 2 trên một sào. Như vậy là nếu đạt được cái số lượng như vậy thì nâng lên cái đời sống kinh tế của nhân dân sẽ đi lên. Không chỉ vậy, vụ năm nay tại một số địa phương sử dụng giống VNR20 đã được triển khai theo mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm. Nông dân nơi đây càng có thêm cơ sở để tin vào sự bền vững của cây lúa khi đem lại năng suất tốt, hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi sẽ bao tiêu cái sản phẩm cho bà con nông dân và chế biến và tiêu thụ, xây dựng cái thương hiệu gạo của Phổ Yên. Qua những cái mô hình này và nhân rộng ra thì chúng tôi mong muốn giúp cho người nông dân sẽ có được cái thu nhập mà cao hơn từ trồng lúa và có thể yên tâm trong cái việc là sản xuất lúa. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp thì để làm tốt cái công tác liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho người dân thì chúng tôi hỗ trợ sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và xây dựng thương hiệu nhãn hiệu, và đặc biệt là chúng tôi hỗ trợ các hợp tác xã, các tổ hợp tác và những doanh nghiệp để xây dựng cái sản phẩm đó đạt tiêu chuẩn OCOP của địa bàn của thị xã Phổ Yên để làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Hiện nay toàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 1.000 hecta gieo cấy giống lúa này và thực tế cho thấy chỉ khi doanh nghiệp bắt tay với nông dân thì hiệu quả của việc trồng lúa mới có thể trở nên bền vững. Trong mối liên kết ấy, nông dân phải là trọng tâm, còn doanh nghiệp chính là động lực.